hướng chân là 1, 2, 3, 4, 5, khép tay vào, 7, 8. Tay thứ hai là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thứ ba là đánh bình thường, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa ạ? Bước đấy sẽ có 3 cách đánh tay. Và bây giờ em sẽ đi nhanh theo đúng nhịp nhạc kèm nhịp rung vào nha. Cả 3 cách. Bắt đầu, cách thứ nhất đánh tay này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cách thứ hai đánh tay nè. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cách thứ ba đánh tay nè. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó là bước số 1, bước đi hình quả trán. Sang đến bước số 2, bước đi hình nửa quả trán. Bắt đầu đếm từ 22 thì chúng ta cũng bắt đầu bước chân trái, bước đầu tiên dài ra, đổ người về phía trước theo hướng tay phải, chéo chạy 45 độ nào. 1. Đó. Kiếng cái chân này lên, đổ người về phía trước. Và bước số 2 là mình xoay chân trái theo hướng tay trái và chấn mũi chân phải đưa lên này, xoay này, đồng thời xoay trụ 2 đổi hướng này. Bước số 3, đưa chân phải lên, chấm mũi 3. Đưa chân trái lên, chấm mũi là thẳng 4. Bước số 5, lùi chân trái về 5. Bước số 6, lùi chân phải về, chấm mũi và xoay trụ chân trái 6. Bước số 7, lùi chân trái về. Bước số 8, lùi chân phải về lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toàn bộ tiến lời là chấm mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và em làm lần trước. Bước số 2, bắt đầu chân trái lên, chếch 45 độ theo hướng tay phải. Bước dài ra, đổ vào người phía trước. 1, đưa chân phải lên chấm, đồng thời xoay trụ chân trái theo hướng kia. 2, tiến 3, 4, 5, 6 là xoay, 7 là lùi, 8 là về. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tay nó cũng sẽ có hai cách đưa tay này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Và cách đưa tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo một cách đưa tay nữa thả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Ở cái bước số 1 ta chọn cách đưa tay như thế nào thì bước số 2 ta sẽ chọn cách đưa tay tương tự như thế. Tất cả tay đều khép nách, sử dụng từ khuỷu tay xuống chứ không vung quá thoải mái. Như thế này nó rất là thô. Được chưa ạ? Sang bước số 3. Mình bắt đầu sang bước số 3 nhé. Bắt đầu từ chân trái co, chân phải xoay. 1, 2, 3, 4, phải, 5, 6, 7, 8. Đó là 8 nhịp của bước số 3, bắt đầu từ chân trái.